Công ty trách nhiệm hữu hạn Fashion Ga Mừng 2 là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc tiên phong tại Việt Nam, với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện đang có 4 nhà máy đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng số hơn 10.000 công nhân viên. Công ty cần tuyển lao động có tay nghề hoặc không có tay nghề sẽ được đào tạo. Làm việc tại công ty bạn có được hưởng rất nhiều chế độ phúc lợi như hỗ trợ tiền cho người ở tỉnh khác đến làm việc trong 3 tháng, hỗ trợ nhà ở, điện nước miễn phí, hỗ trợ xe đưa rước về thăm quê miễn phí một tháng một lần, và miễn phí khám sức khỏe khi xin việc. Thời gian làm việc một tuần làm 5 ngày, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Mức lương trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng trên tháng 3 bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác. Ngoài ra được tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định, được khám sức khỏe định kỳ và du lịch hàng năm cùng công ty. Như vậy, khi làm tại Fashion mừng 2 các bạn được hỗ trợ chỗ ăn ở tại công ty hoàn toàn miễn phí, ngoài ra còn được hỗ trợ đưa rước về nhà hàng tháng. Thời gian làm việc ít mà vẫn đảm bảo được thu nhập. Theo đánh giá đây là công việc khá tốt cho các bạn lựa tự chọn, dù các bạn ở xa hay ở gần đều có thể làm việc.